Chào các bác, chào mừng các bác đến với kênh mua bán ô tô cũ. Hôm nay giới thiệu cho các bác trước mắt chúng ta đó là chiếc Toyota Vios đời 2010 bảng E xịn các bác nhé, không taxi, không dịch vụ. Thì em đi qua một vòng cho các bác cùng chiêm ngưỡng. Em nói qua phần đầu xe thì nói chung xe cũng còn rất là đẹp, vuông vắn, xe không đâm đụng ngập nước. Đây đèn pha các bác này, la răng đúc này. Các bác nhìn mặt ca lăng nó còn rất là đẹp. Biển Hà Nội các bác nhé, đường gầm. Có mỗi chiếc đèn bên này thì nó hơi ố vàng một chút thôi, nhưng cái vấn đề này thì mình có thể xử lý được. Cho các bác nhìn cua lốp của nó còn rất là đẹp. Em máy quay của em hơi kém nên là không nhìn rõ. Nói chung về phần tổng thành phần đầu xe thì 90% còn rất đẹp các bác nhé. Gương được tích hợp xi nhan trên gương. Xe hiện tại thì đăng kiểm và phí đường bộ vẫn còn tháng 8. Cái phần thân xe các bác nhìn này. Em đi một vòng quanh xe, em góc xe. Phần thân xe cũng rất là đẹp. Đây là phần đuôi xe Vios 2010 bản E xịn các bác nhé. Đây là bản E xịn này. Đây là đèn hậu này. Em mở cốp cho các bác cùng xem. Cốp sơ cua này. Cho các bác nhìn keo chỉ này. Em vào khoang sau cho bác cùng xem nhé. Đây là tắp ly cửa lái, tắp ly hàng ghế sau này, khá là mới. Nội thất bọc da màu kem, trần cũng còn rất là sạch sẽ. Và nội thất trong khoang sau. Đây, cho các bác nhìn bản lề cửa này. Đây, từ con ốc bản lề cửa còn rất là đẹp. Và đây, ốc bản lề còn chưa hề bật. Keo chỉ đây, cho các bác nhìn keo chỉ nhé. Keo chỉ thích cửa lái này. Còn rất là đẹp. Đây là tắp ly cửa lái này. Hiện tại xe cũng chưa dọn dẹp nên là nhìn hơi bụi bặm một chút thôi. Dạ, vô lăng 3 chấu, bản này xịn. Vô lăng gù rất là đẹp các bác ạ. Đây là hệ thống chỉnh mặt gương, gập gương. Đây cho các bác cùng xem công tơ nhé. Hiện tại chiếc xe này chạy được 10 vạn các bác nhé, từ 2010. Xe vẫn được trang bị đầu CD thôi, SM, điều hòa cơ, hộp số sang, tắp lô này, tắp ly này. Tắp lô còn rất đẹp, không khoan đục các bác nhé, không taxi đâu ạ. Tư nhân chính chủ. Các bác nhìn trần, cái đèn trần, các bác nhìn cái cột này. Tắt bật đài. Đề máy cho các bác cùng nghe nhé. Đấy, rất là êm. Vâng. Cho các bác nhìn vô lăng này. Còn khá là gai luôn. Em giới thiệu luôn, đây là chiếc Vios 2010 bản E xịn, không taxi, không dịch vụ. Hiện tại bên em đang bán với giá là 365 triệu. Bác nào thật sự quan tâm thì alo cho em theo số điện thoại 0968 831 280. Địa chỉ cửa hàng em là ở 68 và 69 Phạm Hùng, Hà Nội. Bác nào thiện chí thì alo cho em, có thể là bớt một chút ít các bác nhé. Vâng. Em chỉ bớt được ít, không bớt được nhiều. Vâng. Thì cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video này giúp em. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.